Bởi vậy là nói về Châm Si, tức là nó lời nguyền, nó là một cái tộc người mà nó kháng chiến, mà nó này không, nó thà chết trong rừng rượu, nó không, nó không quy phục cái triều đình của người Kinh. Vì cái thời kỳ mà cuối cùng là thiệu trị cho Chiếu Chỉ là người Chăm nào đi kháng chiến làm gì đấy là thôi về đi, cho cái cuộc sống nó yên ổn, là vì chiến tranh nó đã xong rồi, nó đã kết thúc, không còn hàng thù gì nữa. Nhưng mà cũng có là một cái nhóm người họ không chịu, không chịu, họ nói là không, tức là có lời nguyên thôi, họ nói sống chết họ phải có nhau. Thì đương nhiên đó, cái tộc người đấy nó phải đói khát. Rồi khi mà nó lại không có ai nữa, phải động huyết, nó phải lấy nhau, phải động huyết, thì đương nhiên nó tự nó tiêu diệt, nó tự tiêu diệt. Thành thử ra nó đã trở thành một cái huyền thoại, nó trở thành huyền thoại. Mà đôi khi là chú nghĩ thế này, đôi khi người Chăm mà chúng ta đang nói hôm nay này, Chăm mà chăm chú với huyền thoại này, nếu mà sau cái biến cố của Địa Hạt Nhân, sau này là Chăm sẽ trở thành huyền thoại. Ngay cả Chăm chưa biết, mà cái đấy là tụi con phải nghĩ. Cuộc sống là làm sao mình gọi được. Nói là trò đùa, cái này Nick nói chứ không phải chú nói. Đó là những gì cao siêu và sâu thẳm, chỉ còn lại trò đùa. Chúng ta ở đây là nó chỉ là trò đùa, mà chúng ta hiện hữu trong cái cuộc sống này, nó chỉ là một cái cuộc chơi thôi. Chúng ta đừng có quan trọng nó, đừng có nghiêm trọng nó quá, đừng có nghiêm trọng nó.